Trước mắt quý vị là dòng loa có tên là NT1508, có giá bán chỉ từ 14 triệu. Sản phẩm này được nhận Tây Audio Setup và lắp ráp từ những thiết bị âm thanh được chọn lọc tốt nhất trong tầm giá. NT1508 được trang bị với một thùng loa bằng gỗ, ván ép sân khấu cao cấp với lớp sơn sần chống trầy cho hình thức bên ngoài cực đẹp. Với phiên bản này được kết hợp thêm nắp khóa để bảo vệ dàn âm thanh, tránh trẻ em chỉnh. Rất tiện lợi phải không nào? Bên trong dòng sản phẩm này được tích hợp với hai loa bát 40 bên trên có hai là chép 450. Đây là dòng loa cao cấp dùng cho sân khấu sự kiện nên cho công suất lớn và chất lượng cao. Ngoài ra NT1508 còn được trang bị cho mình với 3 thiết bị xử lý âm thanh chính, gồm một cục đẩy công suất 2 kênh với mỗi kênh tải 600W. Bạn có thể mở rộng thêm hai loa để tăng công suất lớn hơn. Bên trên cục đẩy là thiết bị van cơ chống hú cao cấp đa chức năng như kết nối với Bluetooth, kết nối nhạc từ USB, kết nối âm thanh qua jack bông sen, chức năng live stream, kết nối cổng quang học TV để lấy âm thanh chất lượng cao từ TV. Và trên cùng là đầu thu micro gồm hai tay micro cao cấp UHF cho chất âm karaoke, mic hát cực nhẹ, âm thanh cực hút, sóng xa ổn định. Đây là dòng sản phẩm được khách hàng ưa chuộng và mua nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Không những có thiết kế đẹp mà âm thanh công suất lớn có thể di động sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, được ví như một dàn nhạc sống mini di động. Đặc biệt khi mua hàng tại nhattayaudio.com, quý khách sẽ được căn chỉnh thuật kỹ thuật chuẩn trước khi giao hàng. Để thuận tiện cho việc hướng dẫn sử dụng với khách hàng ở xa thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một video đầy đủ về cách sử dụng và bảo quản như thế nào cho tốt nhất. Nếu bạn đang cần tìm cho mình một dòng loa karaoke di động công suất lớn để tổ chức sự kiện ngoài trời hoặc kinh doanh cho thuê thì đây sẽ là sự chọn tốt nhất cho bạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ nhattayaudio.com, số điện thoại 0797 989 656 hoặc 0972 868 395, địa chỉ số 8B5 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ mời quý vị cùng đeo tai nghe để cảm nhận âm thanh thực tế của sản phẩm này nhé. Con tim yêu mà sao anh lại xa xôi hơn.
thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói đã hết yêu em rồi. Thà đau một lần đau còn hơn bao nhiêu cay đắng. Vì sao anh lại đã gian dối tim em hỡi người. Kề vai anh mà tim em chẳng đi bóng hình ai. Vì sao anh lại buồn chắc chắn ai con đường. Lệ chắc em bởi